Một con cá hỏi con rùa là tại sao khi gặp chuyện anh lại rút đầu chui vào mai trốn. Trong cuộc sống mình sống như thế nào là mình biết, còn người khác nói cái gì thì mặc kệ người ta nói. Khi mà người ta thích bạn thì bạn làm gì người ta cũng cho là đúng. Còn khi người ta đã không thích bạn thì dù bạn cố gắng đến như thế nào, bạn làm tốt bao nhiêu thì người ta cũng không bao giờ công nhận.